Nơi này là Thiên Long Cung, tiểu bang Houston, Texas, Texas. À, 8 giờ mấy sáng, 8 giờ, 9 giờ sáng, gần 9 giờ sáng. Đây có dòng sông rất là đẹp. Ngày qua có bang cá bự vậy nè, nó lội lội đây. Dòng sông này nó lưu thông ra những cái sông lớn. Này sông cũng không có lớn lắm, sông nhỏ, lội chừng 2-3 hơi là qua bên kia rồi. Bữa giờ đến đây gần tuần cũng vui. Mấy đệ tử ở Houston rất là giỏi. Bữa nay tự sáng kiến ra làm cái miếu của ông A Hồ ở ngoài Thiên Long Giang á. Thiên Long Cung khác, Thiên Long Giang khác nha. Thiên Long, cái này là Thiên Long Cung là của nhạc phụ Long Dương với Long Mẫu với mấy vị Long Cung ngự ở nơi này. Còn Thiên Long Giang là cái co cửa hàng xây dựng ngoài đó đó. Thì là cách đây chừng 25 phút rồi, đại dân mình có điện thoại tiện quay quay muốn nói thì nói. Muốn gặp 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 là phải tham nói là bấm số làm đủ chuyện hết, nhưng mà mắc quá, iPhone giờ tới 1.000 đồng. Bữa nay chút nữa nhóm mới đệ tử ra làm ngày ăn tân gia, cái ngày thổ thần ở ở Thiên Long Giang, làm tân gia ở đó. Làm cái gì ta, Open House là ăn tân gia, làm cái miếu rất là đẹp, miếu của ngài thổ thần rất là đẹp. Xuống đây ngồi nè con, xuống đây muốn hỏi sư phụ gì cứ hỏi, này quay clip làm kỷ niệm thôi, không có bỏ lên mạng gì, không biết có bỏ không, từ từ tính. Hơn mặc đồ này bỏ lên mạng kỳ quá, tại đây sáng sớm cũng nhiệt độ rất là tốt, khí hậu ở đây cả tuần nay rất là mát, bình thường không có nóng không lạnh cũng không có muỗi nữa. Như thấy á, thiên đàng của hạ giới là đây. Chúc cho chưa, chúc cho chưa ngoài kia làm ăn tân gia cái nhà của ông A Hồ. Ông A Hồ là một ông người, cái gốc của ông là người Mội Da Đỏ, rồi được cha phong cho cái chức sơn thần, nhưng mà ở đây thì không có núi, đất thẳng không à, nó cũng giống như đồng bằng phì nhiêu ở những miền Tây vậy đó. Còn Thiên Long Sơn thì mình dạng giống như ngoài Bắc vậy đó, đồi núi rồi phải không, còn về đây mình cứ tưởng như về miền Nam nước Việt, đồng bằng sông ngòi thì có hai cái. Xưa giờ sông ngộ có duyên á, con rồng cháu tiên Lạc Long Quân Âu Cơ cũng núi cũng biển, còn thời nay cũng vậy. Có Thiên Long Sơn là Thiên Long Cung cũng núi cũng nước. Thì chút nữa cả đá mấy đệ tử Hội Thiên ở Houston ra ngoài ăn tân gia ở nhà mới của ngài A Hồ,
do đại tử Thiên Hoàng, Thiên An, Thiên Long, Thiên Hữu Tính, hoàng lớn hoàng nhỏ, rồi mấy anh em lấm xúm bữa giờ, Hoàng Trang, Cẩm Tú, U Ba, Ngọc Anh, mỗi người góp sức chút chút. Cái nhà rất là đẹp, xây rất là tinh xảo, bằng gỗ loại không có mục, gỗ gọi là gỗ đỏ, sẽ lưu truyền nhiều thế hệ. Ngang qua cái ngồi thiền, cái đại tử Edwin ấy, Di Kiệt ngồi, cái ông tới, ông vui, ông đưa cái mặt vô ngay mặt của ông Edwin. Edwin là ông Mỹ cao cao á, ông ngồi thiền bây giờ ông nhìn thấy được, thì ông nhìn thấy nhiều nhiều thứ lắm. Bữa cúng ở đây ông nhìn thấy mấy vị cũng vui. Thì có một đệ tử đầu tiên đạt được nhị thiền, cho nên nhìn được những cái mà trước mắt. Thì một chút vô trong đó chắc đông á. Ở đây ngồi chơi con. Được rồi, ngồi chơi, ngồi làm cái clip kỷ niệm, tổng kết lại, cảm ơn hết mấy đệ tử bữa giờ. Này không biết có bỏ lên mạng không, lại kêu lấy ghế ngồi chơi, rồi đứa nào muốn hỏi gì hỏi, nhưng mà không có muốn quay con thì quay con, này chỉ quay cái cảnh này cho đẹp thôi. Đây tự nhiên phụ nghĩ ra cái này giống như hồi xưa năm đứa con xuống biển rồi năm đứa con lên núi về cha, sắp sửa ngày mai sáng là 5 giờ là đi ra phi trường, về lại Cali là Thiên Long Sơn, để lại Thiên Long Cung ở dưới này. Cái này là nước đồng bằng không à, còn Thiên Long Sơn là núi, cũng ngộ ha, duyên gì cũng ngộ, nghìn năm cũng vòng vòng cũng trở lại như vậy. Bữa Long Dương ở đây nè đông lắm, mấy vị rất là đông, mấy vị lạ lạ không à, mấy vị tiên trưởng ở cõi trời nào á, rồi có cha mẹ đến dự buổi lễ, rồi cha mẹ đi. Tại cái buổi này cũng do ông Long Dương làm chủ, giống như chủ buổi lễ, chủ nhà, tại nhà ở nơi này gọi là Thiên Long Cung là của dưới Long Dương, thì cha mẹ đến dự rồi đi, rồi nhưng mà mấy chị Thánh Mẫu Lương Hạnh rồi còn ở đây, với mấy mẫu của mấy châu của khắp thế giới cũng ở đây, cũng rất là đông, náo nhiệt, rất là náo nhiệt. Rồi mấy Hồng Thiên Sông Núi nữa, mấy Hồng Thiên Sông Núi về đây, như mình người thế gian với người ở bên cõi vô vi ấy, cũng rất là gần với nhau nha quý vị. Cái phong tục của mình với bên kia cũng gần như nhau, nhưng mà tự vì mình rất là thô kệch, mình không có mình người trần mắt thịt đó, cái trí tuệ mình thấp hơn, mình bò chậm hơn, nó không giống như ở trên nhìn xuống mình á, thì cũng rất là dễ thương. Là vì khi mang sắc phàm á, mình bị cản trở những cái thông minh, những cái tầm nhìn, những cái nhĩ để nghe, cho nên mình chỉ nghe những gì trong phạm vi vài chục feet, còn mấy vị có thể nghe hàng nghìn hàng triệu dặm, triệu đường xa. Mắt mình cũng vậy, tiếng hồi ở thanh niên thì mắt có thể nhìn thấy chừng 500 feet rõ, bây giờ chừng 50 feet thôi là phải mang kiến cận. Rồi dạ chút nữa chỉ 5 feet là khoảng thước, bây giờ mới vậy nè. Cho nên càng ngày con người nó hạn chế bởi do mình ăn uống, mình ăn nhiều chừng nào á là mình ngu nhiều chừng đó. Giống như mấy Mỹ ở đây nè, Mỹ đen đồ, mấy đứa nào mà nó ăn nhiều chừng nào nó bự 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 thì nó đi, nó di chuyển không có nổi, thì
thì nó tối ngày nó vừa ăn xong là nó suy nghĩ chút xíu 2 tiếng nó phải ăn gì, thì cái đầu óc nó đâu có suy nghĩ là mấy cái chuyện gì hữu ích cho gia đình hay cho cá nhân hay là cho xã hội đâu. Cho nên đứa nào mà ham ăn nhiều chừng nào á, thì cứ tái sanh ở lại tiếp tục để mà làm heo làm bò ăn cho đã. Thì cái clip này để cảm ơn mấy đệ tử của Houston, Thiên Hữu Tính, Thiên Hoàng Trang, đọc tên không nhắc lại cho nhắc tên, Thiên Thu Ba, Thiên Cẩm Tú, Thiên Hoàng Long, Thiên Hoàng Trang, Thiên An, chồng của An, Thiên Hoàng, ngày hôm qua thêm cái vụ Bích Đê nữa chứ trời. Qua đây đạt nhiều kết quả quá. Nào là buổi tiệc Linh Đình, Long Cung với Thiên Đình hội ngộ, với người thế gian hội ngộ, rồi thêm Bích Đê nữa, rồi thêm vụ cái miếu của ông A Hồ ngày hôm qua, ông vui, ông tưng. Rồi còn qua đây còn phát hiện được là bắt đầu sản xuất production hình cha hình mẹ nữa, đại công đức vô lượng. Quý vị nên nhớ nha, quý vị có thể mua một bức tranh hàng tỷ đô nhưng mà nó không có giá trị bằng một cái bức tranh làm bằng tay. Khoảng bao lâu làm xong miếng? Mấy tiếng, mấy ngày mà mấy người làm? Một người làm một bức tranh có hình cha mẹ gắn hộp vô á, vô Michael mua mấy cái hộp giả thôi. Ở trên đâu cần giả thiệt, cần cái lòng, mỗi một cái hộp mình gắn vô là cái tâm mình gắn vô. Trời ơi, cha mẹ thương vô cùng tận. Làm mấy ngày đi, làm 2 ngày đi, một bức tranh để mà thờ phượng cha mẹ thì là nó lưu truyền tới cả nghìn năm á. Để nằm trong kiến làm sao nó hư được. Nằm trên đó ngày nào mình cũng ngó, mình quét bụi đồ nữa. Còn một cái bức tranh hay là một cái vật gì á, cả một cục hột sòn á, mình có thả bồ lăng bồ lắc lóc trong cái tủ, cái safety box á, có ngại hết tiền cũng đem bán. Còn cái này á, là đâu có bán được, càng ngày á, càng màu nhiệm. Cho nên rất là mừng những đệ tử tự sáng kiến ra rất là giỏi. Rồi anh chúc ra ngoài đã Ma Hồ. Quý vị nên nhớ nghe Kiệt nói nhiều cái clip rồi. Mấy vị địa tiên á, có nhiều, có rất là nhiều loại tiên nha quý vị. Cái thằng cây này cũng có ông cây tiên nè, cái lá cây nhọn cũng có ông lá cây nhọn tiên, lá cây tròn cũng có ông lá cây tròn tiên. Mỗi ngày một buổi ăn của mình á, cũng có một ông thần lo đoạn cho mình. Mình ăn cái gì thần thánh á, bất cứ cái gì trong cái thế dân hệ này á, cha mẹ đều có quy hoạch rõ ràng hết. Thì mấy ngày như mình thì mấy ngày là người tấm lòng quảng đại, lúc còn sống á, không có sống gì cho cá nhân, sống gì cho một cái group, một cho cái tập thể, một cái nhóm, hy sinh gì cho hy sinh những thời gian hay là tâm huyết tiền của cho số lượng đông người, thì vị đó chết sẽ thành thần, được cha, được thượng đế phong thành thần. Tất cả những vị thần nhỏ hay là thần lớn nữa đều là phải do thượng đế phong mới được làm thần. Thì cái ông này á, thì cũng thường tiếp xúc với ngài. Ngài là người mọi da đỏ, nhưng mà ngài hy sinh cho dân tộc da đỏ. Ngày xưa nước Mỹ này á, họ đánh với nhau giữa miền Nam của Mỹ với Bắc Mỹ để mà là giành lãnh thổ của người mọi da đỏ. Thì hôm nay ngài là dạng giống như thống đốc của tiểu bang Texas gì đó, coi hết từ ở mỗi cái nơi nhà, nhà cửa, mỗi cái khu thương mại, người Việt lẫn người Mỹ luôn nghe. Ngài không có kỳ thị, rất là từ bi, thần thánh mà đâu có kỳ thị. Nhưng mà ngài phải mang cái
cái dung mạo của đời, cái lần cuối cùng khi ngài mất cái xác phàm á, thì giờ cái tướng ổng cũng cao cao nghe, ốm ốm, rồi trên mặt ổng có ba cái lằn đỏ nè, với cái mão vậy đó. Thì, hồi xưa lúc mà có duyên á, mẹ với mấy dì cho mua món con cho Kiệt chuyển hướng về Houston á, là vì bà trên nói á, dân Houston cũng là con cháu của con, cũng người Việt hiền hòa, nhưng mà họ không có biết đường, nhiều người đi lầm đường lạc lối. Con chuyển hướng về bển để mà đặt cái nền móng cho tương lai, con rồng cháu tiên ở hướng đó, hướng đông đó, hướng đông tức là Houston đó, về dài dài lên nữa. Thì thời đó thì rất là bận, quý vị nên nhớ cái cơ xưởng Kiệt là 500-700 người, rất là tấp nập, ngày nào mỗi tiếng đồng hồ là phải gặp gỡ một cái nhóm người khác, đi nói một cái, đi họp, đi hành một cái câu chuyện khác. Cái đầu óc nó không có đủ để mà chi phối, đang nói chuyện về chuyện này, cái hồi tiếng hồ cái gặp cái nhóm kia, phải đổi cái óc hướng về chuyện khác, họp hành về vụ sự vụ khác. Giống như lúc thì nói về chuyện máy móc, lúc thì nói về chuyện cục nhôm, gần lúc thì nói chuyện cộng dây điện, ôi ra cái đầu nó nhảy lung tung. Thì làm gì có rảnh mà lo, khi mà mình bỏ tài sản ra mình làm một cái gì đó là mình phải theo và phải làm cho thành công. Nếu không á, một sự vụ nhỏ mà không thành công thì nó cũng mất tiếng, rồi những sự vụ lớn mà ngàn sự vụ làm trong cả đời nó cũng sẽ bị mất tiếng lây á. Thì mình hiểu được cái định luật đó, cho nên khi mua hôm đây cũng rất là đắn đo đó nghe quý vị. Biết mình không có đủ sức, có một mình một chiến sĩ cô đơn cầm kiếm giữa sa trường, mà làm sao mà lo hết nổi. Bao nhiêu người xấu xung quanh, họ ganh tị, họ không có thích, họ không thích mình, không biết thích gì ta. Không biết mà lẽ mình nổi tiếng thì ta không thích, kỳ, mình cũng đâu muốn nổi tiếng, lẽ mình thích làm thôi à. Rồi từ đó cái mình quen với ông Ma Hồ, cái mình hỏi cái đất này được không vậy ngài. Tại vì ở Cali á, mình nói chuyện qua lại, rồi không nói được, sau này có hàng tỷ tỷ người sẽ về chỗ khu này tấp nập, rồi ổng sẽ gia hộ. Cái mình nói dân Houston nó có nhiều tiền bị mấy thầy bà đồ gạt hết rồi, tội nghiệp quá, ai sống cũng hiền từ nhưng mà không có dư giả. Thì thôi, cũng nghe vậy cũng đau lòng, phải làm cái đuốc để dội gọi đường cho mọi người đi theo. Thì từ ngày mà bắt đầu tìm được ổng, ngày xui khiến tìm ra cái mảnh đất Thiên Long Giang á, cho tới ngày chung tiền á, Kiệt chưa từng bước tới cái mảnh đất đó. Nhưng mà thật sự cứ ngày hai ngày á, là ngồi thiền cùng với cái ban bệ á, mà thỉnh ông A Hồ về để mà hỏi về sự vụ. Thì có những lúc, giống như giấy tờ nó bị trục trặc, là những con đường nó đi băng ngang chung với có ông già Mỹ Đen khó chịu, ông làm khó dễ đủ thứ. Cuối cùng ngày nó không sao, chuyện nó qua thì y chang những gì mấy vị nói nó sẽ đúng hết. Rồi cuối cùng cũng chồng tiền mua được suôn sẻ, khi mua được cục đất thì làm sao. Chẳng lẽ mỗi lần qua đây ở hotel rồi đi ra nghiên cứu cái đất à? Tánh của Kiệt là làm gì á, là đích thân mình phải hiểu rồi mới giao lại rõ ràng. Nó cũng giống như là mình vẽ ra cái master plan, cái hình, cái blueprint của cái đó rồi.
thì người ta làm theo thôi. Từ đó cứ đi vòng vòng, thấy mấy vị mấy ông rồng á mới dẫn đi tìm cái căn nhà, tìm đủ khô hết. Với thời đó mấy người ở Houston cũng quen số bạn bè dẫn Mỹ Hạnh rồi, cái dẫn đi kiếm khu Sugarland, là khu đó cũng có cái sông. Rồi mấy vị còn biết trước sau này nhiều người tụ tập ở chỗ cái nơi này, mấy vị cũng lựa cho mình những cái nơi gọi là có chỗ đậu xe nghe, phải đậu xe rồi đàng hoàng. Rồi cái cuối cùng cái ngày bữa mà cái chủ nhà đây nè, chủ nhà của căn nhà này á, ông bác sĩ á, tự nhiên ông lên mạng cái ông vừa mới chưa kịp đăng lên bán nữa, ông chưa kịp đăng lên bán á thì mới có 3 ngày thôi, 3 ngày á là chồng tiền để mua. Thì mình biết được mỗi một cái tài sản gì á, gọi là đất nó tìm chủ, thì cũng giống như cái đất Thiên Long Giang vậy á, đất tìm chủ. Cũng giống như ngày xưa mua đất Thiên Long Sơn cũng là đất tìm chủ. Chứ làm gì mình biết. Chuyện tâm linh, chuyện thần thánh nó rất là màu nhiệm của quý vị, chuyện không có ý gì hết. Rồi cái Thiên Long Cung này cũng vậy, đất tìm chủ. Hôm nay ngồi ở đây làm cái clip nhỏ nhỏ này là để cảm ơn các chư vị gia hộ. Mọi chuyện tới có một cái nơi này rất là khang trang để mà làm cái căn cứ, cái nền móng để mà độ dân con cha con mẹ ở vùng đất này để mà phát triển một cái chánh đạo, để mà rủ nhau từ Cali ôm cổ Houston, nắm tay New York, vòng quanh thế giới để đi về thiên đàng. Chung quy lại là ngồi đây ngày mai sáng 5 giờ rời khỏi nơi này, quay ngay dòng sông này cũng thơ mộng nè. Mọi người cũng thích những cái đời thường của sư phụ. Cho nên ăn bánh bao uống cà phê ngồi nói chuyện nó vu vơ. Chứ còn cái kiểu mà ra clip rồi sau lưng có tivi cũng nó hơi không có hồn nhiên mấy, phải không? Còn đang nghe gió thoảng rồi, nghĩ gì nói đó. Chỉ là thấy mấy đệ tử Houston á, tự có sáng kiến một mình làm được những chuyện rất là vui. Qua đây từ bữa giờ toàn là vui không à. Đã xong bữa tiệc mấy vị trên thượng giới cho tới hạ giới, tới thủy giới, 3 giới hợp lại nơi này, ai cũng hoan hỷ. Rồi qua đây ngạc nhiên thêm cái vụ ở hồ, cái nhà mới của ổng rất là đẹp đó nghe. Nhìn cái công xây dựng của các đóng cũng giỏi á. Rồi qua là ổng rất hoan hỷ. Vui. Nhưng mà ổng vui á. Nhưng bữa nay chắc vui hơn. Cho ổng vài cốc. Mình trở về cái đề tài là hồi nãy mình cảm ơn hết mấy đệ tử Houston, có đệ tử Thiên Cẩm Tú ở đây. Rồi bị nói nhiều quá, chứ cũng có một chút bồng phấn ở đây, nó hơi kéo đàm buổi sáng. Xin lỗi quý vị nha. Mang sắc trần ai cũng giống ai quý vị. Thần tiên hay là Phật xuống đây cũng giống nhau nha quý vị. Hồi xưa Phật cũng phải nhịn đói ăn đồ. Ôi trời, nó ngồi đúng. Không chỉ họ mình. Nhớ hồi xưa Đức Thầy ông mang xác trần đi khắp lục tỉnh miền Tây cũng bị vùi dập. Ta mang mình thịt xác trần đó, đường Loan Âm Tự đường đi chưa tới, nên nửa đường kẻ rẻ người khinh. Thôi ta để mặc tình, ai khinh ai chửi thì chuyện mình thì mình lo vậy đó.
mình hồn nhiên lắm, cho nên chửi nhiều quá rồi. Quý vị giờ chửi gì cũng không có hiệu lực nữa. Chửi nhiều quá hết hiệu lực rồi. Thôi đừng chửi nữa nghe. Lo gõ mỏ tụng kinh để đi về với cha mẹ đi. Này quá. Mấy đứa còn ngủ hả? Dạ không, mấy chị đi ra ngoài lo em tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người khinh.